Xin chào các bạn đến với kênh Kiếm Tiền và Làm Giàu, kênh giúp các bạn tổng hợp những kiến thức kinh nghiệm kiếm tiền và làm giàu, sống hạnh phúc. Chúng tôi cố gắng mang đến cho các bạn cách dễ hiểu, dễ áp dụng nhất trong cuộc sống. Nhân vô thập toàn, các bạn vui lòng đóng góp bằng cách comment bên dưới để giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn. Thưa các bạn, khi nói đến việc trở nên giàu có, tất cả chúng ta đều thích ý tưởng có nhiều tiền trong ngân hàng. Nhưng điều mà hầu hết mọi người không nhận ra là không phải kiếm được nhiều tiền mới làm cho người ta giàu có, mà giàu có đơn giản chỉ là ở thói quen và lối sống. Dưới đây là những thói quen phổ biến mà mọi người thường nghĩ đến. 4 thói quen xấu sẽ cản trở sự giàu có của bạn. Hãy từ bỏ ngay để thành công hơn, rút ngắn thời gian hơn. 1. Chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất. Có thể bạn đã nghe đi nghe lại vấn đề này, nhưng nếu bạn chỉ kiếm thu nhập từ một nơi, bạn sẽ khó trở nên giàu có. Một nghiên cứu cho thấy hầu hết các triệu phú có khoảng 2 hoặc 3 nguồn thu nhập chính, cộng với khoản đầu tư bên cạnh, nghĩa là họ có thể kiếm tiền và giữ an toàn trong tương lai. 2. Tự mãn với công việc đang có. Lần cuối cùng bạn nghĩ về sự chuyên nghiệp của mình là khi nào? Và nó đang hướng về đâu? Khi chúng ta già đi và thăng tiến trong sự nghiệp, đến một lúc nào đó, chúng ta kết thúc việc ổn định vị trí của mình và trở nên tự mãn. Chúng ta không tìm cách trở nên tốt hơn, được thăng chức hay leo lên cao hơn. Chúng ta chỉ cảm thấy thoải mái ở nơi chúng ta đang ở, và đây là một sự sung túc. Đương nhiên, con người tìm kiếm vùng an toàn vì điều đó làm họ ít phải lo lắng hơn. Nhưng nếu bạn muốn trở nên an toàn về tài chính và phát triển sự giàu có, bạn cần phải tiếp tục leo cao hơn nữa đến khi không thể. May mắn thay, bạn đang sống trong thế giới hiện đại. Vì vậy, có rất nhiều cách để làm điều này. 3. Không đọc sách nhiều. Nếu bạn muốn phát triển hơn, cho dù đó là gì, đó có thể là khả năng quản lý tài chính hoặc giáo dục bản thân cho bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống, bạn cần đảm bảo rằng mình đang đọc. Theo một nghiên cứu của Copley, khoảng 92% những người có lượng tài sản ít ỏi là do không đọc để phát triển. Mặt khác, hầu hết mọi triệu phú trên thế giới đều có thói quen đọc sách với mục đích học hỏi và phát triển. Tất nhiên, đọc sách là thú vui vì mục đích giải trí. Nhưng bạn cần đa dạng hóa các lựa chọn đọc của mình và mua một số cuốn sách về các chủ đề bạn muốn biết. Không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà là bạn giữ được bao nhiêu tiền. Công việc của bạn khó khăn thế nào, và bạn đã giữ nó cho bao nhiêu thế hệ? Robert Kiyosaki đã từng nói. 4. Làm trì hoãn cuộc sống của bạn. Một thói quen xấu mà không cần phải giới thiệu. Tất cả những thói quen ở trên đều dựa trên một ý nghĩ duy nhất này là nếu bạn trì hoãn cuộc sống của mình, sẽ không có gì xảy ra. Bạn không thể làm việc 24/7 mọi lúc và mong đợi bản thân không kiệt sức. Tuy nhiên, nếu bạn biết lên kế hoạch cho việc mình làm, thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hãy kết thúc việc chơi game, mua sắm hay xem phim, vì những hoạt động này không giúp bạn phát triển hoặc không có kết quả tốt. Nó chỉ làm bạn lãng phí nhiều thời gian hơn. Đây là thời gian bạn có thể dành để đọc sách, tập thể dục, giáo dục bản thân, đầu tư, làm việc kinh doanh hoặc bất kỳ điều gì tuyệt vời khác có thể giúp bạn tạo ra cuộc sống mà bạn muốn sống. Hãy mạnh dạn và dũng cảm. Cần can đảm để sống cuộc sống mà bạn muốn. Và bất cứ ai cũng có thể làm được điều này chỉ cần họ nỗ lực. Thưa các bạn, kiếm tiền tỷ mỗi ngày nhưng không nỡ bỏ vài triệu đi khám bệnh. Vị tỷ phú 38 tuổi để lại lời trăn trối khiến ai cũng phải suy ngẫm. Theo đuổi giàu sang từ năm 15 tuổi và đạt thành công vang dội năm 38 tuổi với gia tài hàng tỷ đô la. Thế nhưng, vị tỷ phú này lại phải đối diện cái chết khi còn quá trẻ. Lời trăn trối để lại khiến lòng người xót xa. Tỷ phú Vương Quân Giao là chủ tịch kiêm nhà sáng lập Quân Giao Group. Ông xuất thân trong ngôi làng nghèo ở Thương Nam, Ôm Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc và sinh ngày 15 tháng 9 năm 1966. Ngay từ khi còn nhỏ,
Ông đã bắt đầu lo toan sinh kế, bỏ học từ sớm để tham gia phong trào xây dựng kinh tế. Với tinh thần dám đổi mới và siêng năng khởi nghiệp, ông từ một thanh niên 15 tuổi bình thường ở vùng đất Ôn Châu đã trưởng thành trở thành một doanh nhân xuất chúng, nhận được rất nhiều lợi ích từ nền kinh tế thị trường của thời kỳ đó. Dư Quân Giao từng tham gia vào đủ mọi lĩnh vực trong kinh doanh để làm giàu, từ bán bao bì, các sản phẩm nhựa hay đồ thủ công mỹ nghệ. Tới năm 25 tuổi, ông đã có khả năng xin cấp phép để mở các chuyến bay từ Ôn Châu đến thành phố thuộc vùng Hồ Nam, Trung Quốc. Đây là một bước tiến vô cùng lớn khi có một công ty tư nhân đầu tiên tham gia vào lĩnh vực hàng không, lĩnh vực vốn do nhà nước quản lý. Hãng hàng không Quân Giao Airlines thuộc sở hữu của tập đoàn Quân Giao đã có trụ sở chính tại Thượng Hải, cũng ngày một phát triển với hàng chục chuyến bay đến hầu hết các thành phố lớn ở Trung Quốc. Nhờ những thành công đột phá, khối tài sản hàng tỷ đô la vào thời điểm đó của Vương Quân Giao đã đưa ông trở thành một trong những nhân vật giàu nhất Trung Quốc từ khi còn rất trẻ. Thế nhưng, vào tháng 11 năm 2004, Vương Quân Giao phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối do làm việc quá sức và chết trẻ ở tuổi 38. Nguyên nhân của sự ra đi đầy tiếc nuối. Từ một thanh niên nghèo trở thành một người giàu có, vị tỷ phú họ Dương không chỉ có học thức cao, kinh nghiệm dày dặn, mà còn làm việc chăm chỉ hơn hẳn người thường. Để xây dựng đế chế kinh doanh khổng lồ của mình, ông Dương đã dành hơn chục giờ làm việc trong tổng số 24 giờ mỗi ngày. Khi bận rộn với công việc, ông thậm chí còn không màng tới việc ăn uống. Bắt đầu từ năm 2003, cơ thể ông dần dần xuất hiện những cơn đau dạ dày âm ỉ, nhưng ông vẫn phớt lờ các dấu hiệu. Ở thời điểm đó, sự nghiệp thăng hoa và mở ra rất nhiều tiềm năng. Dương Quân Giao không nỡ lãng phí tiền bạc và hơn hết là thời gian để chăm sóc cho cơ thể của chính mình. Đến tận khi những cơn đau trở nên dữ dội, ông mới đi tới bệnh viện khám, để rồi nhận kết quả kiểm tra cho thấy mình đã bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Cuộc đời Dương Quân Giao được đặt dấu chấm hết. Dù lúc này ông sẵn sàng bỏ ra hàng tỷ nhân dân tệ, thì các bác sĩ cũng đã bất lực, không còn bất cứ hy vọng nào khác. Tất cả mọi người đều bàng hoàng vì sự bất cẩn nhất thời lại mang đến hậu quả lớn như vậy. Nhất là khi vị tỷ phú đầy triển vọng mới ở độ tuổi gần 40, là giai đoạn hoàng kim nhất của cuộc đời cũng như sự nghiệp. Chăn chối cuối cùng của vị tỷ phú trẻ khiến người ta phải suy ngẫm. Trong những ngày nằm trên giường bệnh trước khi qua đời, tỷ phú họ Dương suy ngẫm rất nhiều về cuộc đời của mình. Ông nhận ra bản thân từng là bậc thầy trong giới kinh doanh, bất khả chiến bại, là hình mẫu thành công đáng ngưỡng mộ trong mắt người. Nhưng ngoài công việc ra thì ông lại không có nhiều niềm vui. Càng trưởng thành, sự giàu có đã trở thành thói quen, cũng giống như thân hình béo ú cứ tích tụ dần do những thứ thừa thải. Danh tiếng hay địa vị xã hội từng khiến ông cảm thấy tự hào đều trở nên vô nghĩa khi bệnh tật ập đến, cái chết sắp xảy ra. Dư Quân Giao từng tự hỏi mình nhiều lần, nếu như được làm lại cuộc đời, điều bản thân nhất, muốn làm nhất là gì? Thành tựu đời này đã đem lại cho mình những gì? Có ý nghĩa gì hay không? Trong bóng tối, nhìn vào ánh sáng xanh yếu ớt và những tiếng kêu có két của những máy móc kim loại xung quanh, dường như hơi thở của cái chết ngày càng đến gần. Lúc đó, ông hiểu rằng một đời người chỉ cần có vừa đủ của cải mà thôi. Điều quan trọng hơn cả, đáng để ta bỏ thời gian tâm huyết đi gìn giữ, nên là tình cảm, là nghệ thuật, là mộng tưởng thuở niên thiếu. Còn theo đuổi và giữ gìn của cải mãi sẽ chỉ khiến con người trở nên tham lam và nhàm chán, trở thành một con quái vật trụy lạc. Khi Thượng Đế tạo ra con người với những giác quan phong phú, mục đích là để chúng ta có thể cảm nhận được tình cảm, khám phá được thế giới, chứ không phải ảo tưởng do sự giàu có mang lại. Của cải vật chất chỉ là những giá trị ngoài thân, chết đi rồi không mang theo được. Nhưng tình yêu, rung động, cảm xúc thuần túy của linh hồn lại là nguồn tài phú dồi dào, sẽ luôn đem tới cho mình sức mạnh và sự đồng hành. Do đó, chỉ nên giàu có đủ để dứt gánh, lo chi phí, sinh hoạt cơ bản. Phần của cái dư thừa nên sử dụng để phục vụ lý tưởng, linh hồn và sức khỏe của chúng ta.
Đúng như người ta vẫn nói, chiếc giường nào đắt nhất trên thế giới? Câu trả lời chính là giường bệnh. Những lời trăn trối cuối cùng của vị tiểu phú Vương Quân Giao, một con người tài giỏi, tiềm năng, trẻ trung và thành công hiếm thấy, đã khiến nhiều người phải giật mình suy nghĩ. Tiền tài vật chất chẳng thể đi theo con người ta đến giây phút cuối cùng. Còn tình yêu thương có thể chỉ đường dẫn lối, tiếp thêm nhiều động lực cho chúng ta phấn đấu bước tiếp trên con đường đời. Xây dựng giá trị tinh thần, đối xử tử tế với bản thân, bảo vệ sức khỏe và trân trọng các mối quan hệ sẽ giúp chúng ta đạt được nhiều thứ hơn, chạm tới nhiều vạch đích ở xa hơn nữa. Sự ra đi bất ngờ của tỷ phú Vương Quân Giao, người chỉ mới 38 tuổi, không chỉ khiến người thân của ông bàng hoàng, mà còn khiến nhiều bạn bè doanh nhân Trung Quốc khác phải rút ra bài học cho mình. Đừng bao giờ đặt tiền bạc và vật chất lên trên giá trị tinh thần và sức khỏe thể chất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Nếu các bạn thấy hay, vui lòng nhấn like và nhấn đăng ký để xem video nhiều hơn. Người giàu thường hay đọc sách mỗi ngày. Chúng ta mỗi ngày xem một video trên kênh Kiếm Tiền và Làm Giàu, Sống Hạnh Phúc cũng giống như đọc một quyển sách vậy. Nó giúp chúng ta ngày càng phát triển hơn. Chúc các bạn thành công, sống hạnh phúc. Rich and Money Chanel Kim Chen Valam Yao Rich and Money Chanel.